Trước thực tế, còn một số địa phương có tỷ lệ sử dụng vaccine, số hút vaccine phòng COVID-19 được phân bổ và độ bao phủ vaccine còn thấp. Còn nhiều người cao tuổi, người có hút bệnh nền chưa được tiêm vaccine có nguy cơ tử vong cao nếu nhiễm bệnh. Bộ Y tế đã có văn bản hỏa tốc gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố hút về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Tổng hợp ghi nhận kết quả triển khai từ các địa phương đơn vị đến nay, cả nước đã tiêm được hơn 123 triệu liều vaccine để tăng cường phòng bệnh Covid-19 cho những người tiêm đủ liều cơ bản, theo khuyến cáo của WHO và các nước, Bộ Y tế đã và đang bổ sung thêm các nguồn vaccine để chuẩn bị cho việc triển khai tiêm mũi thứ ba. Theo đó, tiêm cho nhóm đủ 18 tuổi trở lên, ưu tiên người có bệnh nền, người được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế, người từ 50 tuổi trở lên, người chăm sóc điều trị cho những người bệnh.